Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sống Khỏe Sống Tốt. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nội dung chính sau đây. 1. 5 tư thế yoga đơn giản, tống sạch gan nhiễm mỡ, càng tập gan càng khỏe. 2. 5 loại nước ép tán sỏi thần kỳ, ai cũng nên biết. Và 3. 3 loại bột trong bếp là thuốc trường thọ, dùng càng sớm càng trẻ khỏe. Sau đây là nội dung đầu tiên. 5 tư thế yoga đơn giản, tống sạch gan nhiễm mỡ, càng tập gan càng khỏe. Quý vị thân mến, ít ai trong chúng ta hiểu được rằng bệnh lý gan và gan nhiễm mỡ là một bệnh bị gây ra bởi lối sống không lành mạnh. Chính vì vậy, muốn điều trị được căn bệnh này thì chúng ta nên bắt đầu từ việc thay đổi lối sống trước khi nghĩ đến việc điều trị bằng thuốc. Có nhiều cách tự nhiên để hỗ trợ điều trị bệnh gan và gan nhiễm mỡ mà không gây ra những tác dụng phụ nguy hiểm đối với cơ thể như khi dùng thuốc. Một trong những cách được dân gian biết đến nhiều và áp dụng đó là tập thể dục với các tư thế yoga có thể giúp hỗ trợ điều trị bệnh gan và gan nhiễm mỡ hiệu quả. Cụ thể, những tư thế này làm giảm bớt chất béo tích tụ trong gan khi chúng sử dụng hết năng lượng trong khi thực hiện, tống sạch mỡ khỏi gan và cải thiện sức khỏe gan vô cùng tích cực. Vậy cụ thể đó là những tư thế nào và cách tập chúng ra sao thì ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi chương trình. Động tác số 1, hơi thở của lửa. Hơi thở của lửa là một kỹ thuật yoga đã được thiết lập để cải thiện lưu thông máu cho toàn bộ cơ thể. Do đó, nó có hiệu quả kích thích gan và hỗ trợ chữa các vấn đề liên quan đến gan nhiễm mỡ. Cách thực hiện như sau. Quý vị và các bạn ngồi thẳng lưng, hai chân khoanh tròn trước mặt, hít sâu và thở ra mạnh qua lỗ mũi, giống như đang cố gắng thổi nến bằng mũi. Thực hiện nhịp độ ổn định 90 đến 120 lần thở ra trong 1 phút. Bạn có thể bắt đầu với 2 đến 3 hiệp với 30 lần thở ra và tăng dần số lần khi đã cảm thấy thoải mái. Trong quá trình tập, quý vị và các bạn có thể đặt tay lên bụng để cảm nhận bụng phình lên khi hít vào và lõm xuống khi thở ra. Động tác số 2, tư thế con cá. Tư thế yoga con cá giúp kích thích và tăng cường sức khỏe cho gan, từ đó hỗ trợ cho gan đào thải mỡ thừa một cách hiệu quả. Cách thực hiện như sau. Quý vị bắt đầu bằng cách nằm ngửa, hai chân để thoải mái và hai tay đặt dọc theo cơ thể, lòng bàn tay hướng xuống. Sau đó, quý vị nhấc từng bên cơ thể lên để đặt bàn tay vào vị trí dưới mông, nâng phần trên cơ thể lên. Hai khuỷu tay của bạn lúc này sẽ làm trụ cho phần trên cơ thể, đầu ngả về sau, nghiêng đầu ra sau và đưa đỉnh đầu chạm thẳng. Hít sâu vào, thở ra nhẹ nhàng, trở về tư thế nằm ngửa để thư giãn trước khi lặp lại thực hiện tư thế. Lưu ý rằng với bài tập này, quý vị không cố gắng tạo tư thế con cá nếu bị chấn thương cổ hoặc có tiền sử các vấn đề về cổ hoặc lưng dưới. Động tác số 3, tư thế cánh cung. Đây là tư thế giúp tăng cường chức năng gan để sử dụng chất béo dự trữ làm nguồn năng lượng cho cơ thể. Bài tập này còn giúp giảm mỡ bụng và săn chắc các cơ quan vùng bụng. Chính vì thế, quý vị và các bạn nên tích cực và đều đặn áp dụng mỗi ngày theo các bước sau. Đầu tiên, các bạn nằm sấp dưới sàn, co hai chân về phía mông, đưa hai tay ra sau nắm lấy cổ chân, sau đó nâng cao ngực và căng chân về phía sau cùng một lúc, cố gắng giữ vị trí càng lâu càng tốt và sau đó trở lại trạng thái ban đầu. Động tác số 4, tư thế mặt bò. Tư thế mặt bò là một tư thế yoga giúp lưu thông máu trong gan, tăng cường chuyển hóa chất béo tích tụ. Nếu quý vị và các bạn đã mắc gan nhiễm mỡ hoặc đối diện nguy cơ cao mắc căn bệnh này thì nên đều đặn thực hiện mỗi ngày theo cách sau. Quý vị và các bạn ngồi thẳng lưng, hai chân xếp bằng trước mặt, sau đó đưa chân trái đặt sang bên đùi phải. Giữ lưng thẳng, đưa tay trái lên trên, gập ra sau lưng. Tay phải vòng xuống dưới, ra sau lưng, nắm lấy tay trái. Cố gắng nắm chặt tay và giữ tư thế càng lâu càng tốt. Động tác số 5, tư thế nửa con thuyền. Tư thế yoga này giúp bạn làm sạch các độc tố có hại từ gan, trong đó bao gồm cả mỡ thừa. Cách thực hiện như sau. Quý vị và các bạn hãy bắt đầu bằng cách nằm ngửa, hai tay xuôi thân, cố gắng nâng cao ngực và chân của cùng một lúc, sao cho lưng giữ thẳng, hai cẳng chân song song với sàn, hai tay song song sàn,
dồn trọng lượng lên mông, hít vào và thở ra chậm và sâu. Cố gắng giữ tư thế càng lâu càng tốt, sau đó quay trở lại tư thế ban đầu và lặp lại nhiều lần trong khả năng. Sau khi đã quen, quý vị và các bạn có thể giữ được tư thế này lâu hơn và lặp lại nhiều lần hơn, từ đó tăng cường hiệu quả, đào thải mỡ thừa ra khỏi gan. Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh các bệnh lý về gan thì sỏi thận cũng là căn bệnh khiến nhiều người lo lắng và số lượng bệnh nhân mắc phải cũng không phải nhỏ. Căn bệnh này khá phổ biến và gây ra rất nhiều bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Nhiều người tìm cách chữa trị căn bệnh này bằng thuốc hoặc bằng cách phẫu thuật. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng chỉ thông qua việc ăn uống, chúng ta cũng có thể làm tan sỏi thận và điều trị có hiệu quả căn bệnh này. Trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn 5 loại nước ép giúp tán sỏi thần kỳ. Ai trong chúng ta cũng nên biết để áp dụng khi cần. Loại số 1, nước ép bổ công anh. Các bộ phận khác nhau của cây bổ công anh được cho là giúp loại bỏ chất thải, tăng lượng nước tiểu và cải thiện tiêu hóa. Bổ công anh có chứa vitamin A, B, C và D và các khoáng chất như kali, sắt và kẽm. Quý vị và các bạn có thể làm nước ép bổ công anh tươi từ lá cây hoặc mua rễ dưới dạng trà hoặc chiết xuất. Nếu bạn sử dụng từ lá tươi, có thể thêm vỏ cam, gừng và táo để tạo hương vị. Khi sử dụng bổ công anh, quý vị và các bạn nên lưu ý một số người có thể bị dị ứng. Đặc biệt nếu bạn bị dị ứng với cúc vạn thọ hoặc các loại hoa cúc khác thì cũng không nên dùng. Sử dụng bổ công anh liều cao có thể không an toàn cho những người có tình trạng sức khỏe nhất định, chẳng hạn như huyết áp cao hoặc thấp, đái tháo đường, mắc bệnh gan hoặc thận. Quý vị và các bạn nên lưu ý để tránh nguy hiểm cho sức khỏe. Loại số 2, nước ép cần tây. Cần tây được sử dụng trong một số loại thuốc truyền thống như một phương thuốc giúp điều trị sỏi thận. Một nghiên cứu tại Brazil cho thấy những phụ nữ ăn ít cần tây dễ bị sỏi thận hơn so với những người ăn nhiều hơn. Bên cạnh đó, một nghiên cứu khác cũng chứng minh rằng chiết xuất cần tây giúp phá vỡ sỏi thận nhỏ. Để làm nước ép cần tây, bạn cần xay một hoặc nhiều cọng cần tây với nước và uống nước ép hàng ngày. Tuy nhiên, giống như các chiết xuất thực vật khác, cần tây có thể tương tác với các loại thuốc hoặc phương pháp điều trị nhất định và có thể gây ra tác dụng không mong muốn. Nếu đang có bệnh mãn tính hoặc đang dùng thuốc điều trị, quý vị và các bạn nên trao đổi với bác sĩ trước khi dùng. Loại số 3, nước húng quế. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, húng quế có nhiều chất dinh dưỡng, được sử dụng điều trị các chứng rối loạn tiêu hóa và viêm nhiễm. Nước ép húng quế có chứa chất chống oxy hóa và chất chống viêm nên có thể duy trì sức khỏe của thận. Quý vị và các bạn có thể dùng lá húng quế tươi hoặc khô để pha trà và uống vài cốc mỗi ngày. Ngoài ra, quý vị và các bạn cũng có thể ép húng quế tươi bằng máy ép trái cây hoặc cho húng quế vào sinh tố. Loại số 4, nước ép lựu. Nước ép lựu đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ để cải thiện tổng thể chức năng thận. Bên cạnh đó, sử dụng nước ép lựu sẽ giúp loại bỏ các chất độc khỏi thận do có chứa nhiều chất chống oxy hóa. Ngoài ra, nước ép lựu cũng làm giảm mức độ axit trong nước tiểu. Nồng độ axit thấp hơn sẽ làm giảm nguy cơ sỏi thận một cách đáng kể. Chính vì vậy, nếu kích thước sỏi chưa quá to hoặc mới bị sỏi, quý vị các bạn nên tích cực sử dụng nước ép lựu để vừa giúp tán sỏi, vừa trẻ hóa cơ thể và mang đến những lợi ích sức khỏe tuyệt vời. Loại số 5, nước chanh. Chanh có chứa citrat, một chất hóa học ngăn ngừa sự hình thành sỏi canxi. Citrat cũng có thể phá vỡ những viên sỏi thận nhỏ, khiến chúng đào thải dễ dàng hơn. Ngoài ra, nước chanh còn có nhiều lợi ích sức khỏe khác như ức chế sự phát triển của vi khuẩn và cung cấp vitamin C cho cơ thể. Quý vị các bạn có thể sử dụng chanh để pha nước uống hoặc dùng trong chế biến món ăn, đều mang lại công dụng tốt trong điều trị sỏi thận. Xin chuyển sang nội dung tiếp theo. 3 loại bột trong bếp là thuốc trường thọ, dùng càng sớm càng trẻ khỏe. Thưa quý vị và các bạn, ngày nay càng có nhiều loại bệnh mới xuất hiện khiến ai trong chúng ta cũng không khỏi lo lắng và tìm cách bồi bổ sức khỏe để trẻ khỏe, tránh xa bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Người ta thường tìm đến những loại thực phẩm hay thuốc bổ đắt tiền mà không mấy khi để ý rằng trong bếp nhà mình cũng có những loại bột là thuốc trường thọ, vừa rẻ vừa dễ kiếm. Vậy cụ thể đó là những loại bột nào thì ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Loại số 1, bột nấm. Theo các chuyên gia,
Mỗi loại nấm đều có những lợi ích đối với sức khỏe khác nhau. Chẳng hạn như có loại nấm tốt cho giấc ngủ, sức khỏe nhận thức. Có loại nấm lại giúp đem lại sự tập trung, năng lượng, giảm tình trạng lo lắng, trầm cảm. Trên tạp chí khoa học phân tử quốc tế đã cho rằng nấm hay bột nấm được biết đến với đặc tính chống dị ứng, kháng khuẩn và chống viêm. Cụ Trần Tôn năm nay thọ 103 tuổi ở Trùng Khánh, Trung Quốc, cho đến tận bây giờ vẫn duy trì sức khỏe vô cùng đáng ngưỡng mộ nhờ thói quen thêm một muỗng nhỏ bột nấm vào bình trà mỗi sáng. Dù cụ ăn uống đạm bạc nhưng sức khỏe của cụ khiến ai nấy đều phải ngạc nhiên. Quý vị, các bạn có thể cho thêm bột nấm vào trà, bánh, pudding, sinh tố, lát hoặc súp. Tuy nhiên, mọi người cũng nên chú ý chỉ nên tiêu thụ một lượng nhất định vì nếu ăn quá nhiều có thể dẫn đến triệu chứng buồn nôn. Loại số 2, bột cacao. Bột cacao có vị đắng, mùi thơm nên rất hay được lựa chọn để thêm vào các loại sinh tố có vị ngọt. Nhưng ít ai biết chúng còn rất tốt cho sức khỏe. Nguyên nhân là do trong cacao có chất chống oxy hóa tự nhiên tên là flavonoid, một chất có thể cải thiện chức năng của tim và giảm viêm. Cacao thậm chí chứa nhiều chất chống oxy hóa hơn cả rượu vang đỏ hoặc trà xanh. Trong cacao nguyên chất có chứa hơn 700 hợp chất và các chất chống oxy hóa. Cacao cũng là một trong những loại thực phẩm có chứa polyphenol, một loại chất chống oxy hóa cao nhất. Trong một ly cacao nóng chứa nhiều chất chống oxy hóa hơn rượu vang đỏ, trà và cao gấp 20 lần so với quả việt quất, 119 lần so với quả chuối. Chính vì thế, tác dụng của bột cacao còn giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch, ung thư và lão hóa tế bào. Bên cạnh đó thì các đặc tính chống oxy hóa của bột cacao cũng đã được tìm thấy nhằm để giảm đề kháng insulin và sự nhạy cảm ở những người dung nạp nhiều gluco và hút thuốc lá, rất tốt cho những người nghiện thuốc lá và có lượng đường huyết luôn ở mức cao. Loại số 3, bột acai. Quả acai là một loại quả rất nhanh hỏng nên rất ít người ta bán acai tươi mà chủ yếu sẽ được bán dưới dạng bột, nước trái cây và sinh tố. Trong loại quả này có chứa một loại chất chống oxy hóa gọi là anthocyanin, một chất có thể làm giảm căng thẳng oxy hóa, đồng thời tăng cường sức khỏe não bộ. Chất chống oxy hóa anthocyanin còn có tác dụng tăng cường khả năng chống viêm, chống lão hóa của cơ thể, có lợi cho làn da. Bên cạnh đó, chất này còn có khả năng ức chế sự phát triển của các sinh vật gây hại và giúp thải độc cơ thể khỏi các chất ô nhiễm từ môi trường, ngăn ngừa ung thư. Quý vị và các bạn thân mến, sức khỏe của chúng ta được quyết định rất nhiều bởi thực phẩm mà chúng ta ăn cũng như cách vận động hàng ngày. Bệnh có thể do ăn uống mà ra, nhưng bệnh cũng có thể từ ăn uống mà khỏi. Chính vì vậy, quý vị và các bạn nên quan tâm nhiều hơn đến chế độ ăn của mình để bảo vệ sức khỏe một cách tự nhiên và hiệu quả nhất. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại những chia sẻ trong chương trình hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.